Mọi người nha, nay mình đang ở Đồng Nai thăm cái trại hợp đồng ngàn con của anh Thắng. Thì mình sẽ dẫn mọi người vô thăm cái trại anh. Thắng cho anh quay chuồng vịt xíu nha. Rồi xem đi, gõ bí cho em với. Có bí gì thì anh hướng dẫn em làm, anh thấy anh lên anh coi thử. Đây là trại hợp đồng ngàn con của anh Thắng nha. Nay được nhiêu ngày hả? Này 7-6 ngày này. À, em mở đèn lên giùm anh được không? Cho nó sáng sáng. Trại hợp đồng là xài thức ăn 100% bên mình nha. Mình đang bán cho nhãn hàng Winmill của thương hiệu đó, của tập đoàn Đờ Hết. 76 ngày hả Thắng? 76 ngày mà hôm nay máy máy muốn bắt được luôn rồi. Ở trên này thì ủa cái chuồng này như hồi đó em nuôi gà hả? Hèn chi là thấy trống không à. Ở trên này chưa có sàn nha, nuôi thả. Thì cái nhược điểm của cái chuồng trấu là mọi người mình nói gọi là nó dơ, nó hơi dơ, nó bẩn, nó cực cực cho mình cái khâu vệ sinh. Vệ sinh còn nếu mình có sàn thì nó sạch sạch hơn. Để ở sân chơi được cái là ở trên này là đất đất đỏ, đất đồi nên là nó cao ráo, nó không bị sình như miền Tây. Cái mà thời tiết trên này ban ngày nắng nhưng mà ban đêm thì nó sẽ rất là lạnh nha. Đó, thì đây là toàn bộ cái công viên trại của chỗ Thắng. Thì đối với vịt sim thì nuôi nuôi thả thì nó tốt nhưng mà rất là cần thiết phải có cái hồ tắm để cho con vịt nó đẹp. Ở trên này thì nuôi vịt nó hơi khô, nó không có được bóng như ở miền Tây. Chứ miền Tây là nước, nguồn nước nó nhiều và vịt nó tắm thì nó sẽ mát vịt hơn mà nó phát vịt hơn, bóng đẹp hơn. Còn trên này một phần là do nuôi cái khu này nó trên đồi không có ao hồ tắm nên là vịt nó không nhìn nó không được đẹp như miền Tây. Như phần nữa là không có sàn nè. Trấu này nó thứ nhất là nó dơ nha, dơ nó rất là dễ tạo cái môi trường vi khuẩn, nó ảnh hưởng cái quá trình nuôi mình. Thì cái nữa là tốn công dọn dẹp, và cái nữa là cái trấu này là mình sẽ tốn tiền mình mua, mình cũng phải mua hoài, nuôi lần nào mình cũng phải mua trấu hết, nên là nó có những cái nhược điểm là như vậy. Làm sàn thì tốn chi phí ban đầu nó nhiều nhưng mà sau này thì mình nuôi mình khỏe hơn. Nuôi trấu này thì nói chung lông nó không có được bóng đẹp như ở miền Tây nhưng mà vịt mình thì trại hợp đồng thì sức phát triển nó cũng tốt, nó cũng đạt ký. Như là có số con này ha, nè. Nó chuẩn bị rụng lông nè. Như đó do nuôi cái nền trấu này nó ảnh hưởng tới cái mạc, nó có sâu sâu ăn lông đó nên là nó nguy hiểm nha. Đó. Nền trấu này nó nguy hiểm lắm, nó dơ dơ nguy hiểm, nó dễ tạo cái vi khuẩn đó. Mình không có khuyến khích nuôi chuồng trấu nha nha. Mình bởi cái hệ thống của mình là mình muốn người ta phải có một cái chuồng sàn là như vậy á. Sân chơi thì nó ok nhưng mà cái không có chuồng sàn mình nuôi trấu cực cực mà dơ mà nó sẽ sau này nó ảnh hưởng cái bộ lông. Thấy hình như có số nó muốn bứt lông nó Thắng ơi. Lông nhau anh. Hả? Nó Lông có nhau anh. cái lông này nó có Rung vậy ta. không, nó chưa chưa rụng, nó này chắc hồi nhỏ nó bị cắn lông á Nhưng mà nó muốn rỉa kìa. hả. Giống như nó rỉa nó rung ta. Nó đâu phải rỉa đâu, cái này do nhỏ bị cắn lông nó giờ nó ra hơi xỉa. Em để ý nếu mà nó có hiện tượng mà nó rớt lông mà dài á, nó rớt mấy cái lông cánh mà nó rớt á là nó bị xong lông rồi. Cái đó em có thể mua, tạm thời thấy hiện tượng đó là em mua cái chai nước xịt, thuốc xịt mũi, em xịt cánh đó. Sợ nó bị sâu ăn lông á, thì đó có thể là một cái biện pháp để mình xử lý tạm thời. Lông là ký sinh trùng hả? Ký sinh trùng, cái nền trấu này là dễ bị trường hợp lắm rồi.
đàn cháu nữa. Ừ. Cái nền này là... hồi xưa nuôi gà phải không? Nuôi gà. Đó, nhìn biết nè. Trại này nuôi gà 5 năm rồi anh. Bởi mình phải có cái chuồng sàn thì nó hiệu quả hơn. Em cái nuôi về nguy hiểm. Anh có nghe mùi nặng không? Nó không có nặng mùi nhưng mà cũng có hôi. Thì thứ nhất là tốn tiền tấu nè, rồi công dọn dẹp nè, rồi ký sinh trùng nè, vi khuẩn này nọ, nó dễ phát sinh đó. Với dơ nữa. Ừ. Nói chung phải đổ trấu liên tục vậy. Cứ 5-7 ngày phải đổ thêm mớ trấu để cho nó mà tiền trấu trên này mắc hay rẻ? Mua một số lượng nhiều cũng 30 ngàn. 30 ngàn, ở dưới anh như là 40 mấy 50 ngàn luôn. Em thấy là số lượng gần phải hàng trăm. Đó thì mà em tiền nó sẽ 40 ngàn, với 100 bao phải 40 ngàn. Thì em nuôi vậy thì bầy nào em cũng phải tốn tiền mua trấu đúng không? Ừ. Thì thay vì mình làm cái sàn đó, mình khỏi mua nữa. Thì làm thử bài này có vốn nếu ấy mình cố gắng. Mà sạn đây cái thoát mình không biết thoát nước đi đâu nè. Cũng càng thôi nuôi về luôn đi. Trường hợp cháu em nữa thôi bị kệ. Sàn để tham khảo anh như thế nào. Làm sàn phải có nguồn thoát. Ừ. Phải có hồ. Kiếm chỗ khác, cái chỗ này thì em không có ý định nuôi này rồi. Thì nuôi dài quá rồi, 5 năm rồi, ô nhiễm môi trường này, nền đất nó không đảm bảo này. Ở này là đất nhà mình luôn hả? Trong cái này em thuê á. Thuê hả? Vậy kiếm chỗ nào khác mà có nó gần sông suối á, mình nuôi. Bởi thuê đâu làm sàn được. Ừ, thêm cái đất mới nó dễ làm. Ừ. Mình nuôi nó dễ nuôi hơn nhiều. Môi trường mới nó cái nào tốt hơn môi trường cũ. Ừ, chứ anh thấy nuôi mà nuôi trấu gì nó vừa cực vừa tốn chi phí nhiều quá. Rồi nó khỏe là súc phân. Giai đoạn một tháng đầu á, em đi xúc phân mệt quá mới đổ trấu ấy chứ. Đúng rồi, cào phân mệt lắm. Mà anh thấy không hiệu quả, mà nó không sạch nữa. Rồi ký sinh trùng nhiều lắm. À. Cái này tranh thủ để anh cho qua tuần, anh cho bắt máy trước để sợ nó ký sinh trùng rụng lông. Ủa? Máy nhìn cũng không đạt kỹ lắm anh. Tại chỗ em nó đâu có cái tắm rửa như chỗ khác đâu. Con vịt nó không có phì như người ta. Nó nhiều đẹp đẹp sao? Ừ, nó không có đạt ký bằng những chỗ khác. Này mấy 2 ký 2 ký 4. 2 ký 4 2 ký 2 à, không được 2 ký 3 đâu. Tầm đó. Do môi trường nuôi nữa chứ đâu phải nó nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của con vịt lắm. Rồi, đây là mình quay cái thực tế chỗ chuồng của anh Thắng ở Đồng Nai nha. Thì nhược điểm này là không có làm sàn nên là nuôi nó có nhiều vấn đề nảy sinh. Thì vừa cực vừa tốn chi phí mua trấu, vừa tốn công dọn dẹp, rồi rất là dễ gây ra ký sinh trùng nhiễm khuẩn này nọ. Mình chỉ nuôi một bầy này thôi chứ mình nuôi lâu dài thì không ổn nha. Rồi thứ hai là cái chỗ này là cái điều kiện tắm rửa nó không có tốt, và cái môi trường không khí thì nó cũng ok, nhưng cái sức phát triển của con vịt nó sẽ không bằng những cái trại mà có điều kiện rộng rãi thoáng mát như ở miền Tây. Nói chung miền Đông đường cái là đường xá thuận lợi, xe cộ tới chuồng luôn. Còn miền Tây thì nhược điểm là xe cộ nó khó khăn, nhưng mà cái là môi trường nuôi nó thoáng mát, con vịt nó phát triển tốt hơn. Rồi chào mọi người nha, mọi người nhớ follow kênh TikTok hoặc YouTube để theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.